Ê, lên. Ôi, có hỏi vô online không à? Đúng. Tụt đá mẹ. À đúng rồi, vô online không? Dạ, Kiên Giang. Kiên Giang hả? À, xin chào các bạn, ở đây là đội đang nữ của đội Kiên Giang nha các bạn. Đội Kiên Giang chuẩn bị tập luyện. Thất Lát Kiên Giang nha các bạn. Đây, Thất Lát Kiên Giang nhận hàng nha. Đội bộ nhà của mình đây nè. Đội đang nữ của đội Kiên Giang đang chuẩn bị tập luyện buổi chiều hôm nay để cho ngày mai thi đấu. Nó lót bóng đem lại cho cô luôn á. Các bạn chưa từng thấy đội ghe ngo nữ bơi, hôm nay tờ sẽ quay cho các bạn biết đội ghe ngo nữ bơi như thế nào các bạn. Và đội đã xuất phát nha các bạn. Rất là đều luôn nha các bạn ơi. Buổi chiều hôm nay đội ghe ngo của Kiên Giang đang đổ tài buổi chiều hôm nay. Ở đây là khán đài giải đua ghe ngo của tỉnh Trà Vinh. Còn đây là màn hình nha các bạn. Màn hình của ban trọng tài để cập nhật. Ở đây là camera để đích nha các bạn. Các bạn đang xem đây là đội ghe ngo của tỉnh Kiên Giang, đội ghe ngo nữ nha các bạn. Diễn tập buổi chiều hôm nay để ngày mai sử dụng cho thi đấu. Và các chị bơi rất là giỏi. Đây là cuộc đề 3 của đội ghe ngo tỉnh Kiên Giang. Và đây buổi tập luyện buổi chiều hôm nay để cho ngày mai thi đấu của đội ghe ngo tỉnh Kiên Giang. Đây màn hình các bạn, đây là đội ghe ngo tỉnh Kiên Giang tình diện đội nữ nha các bạn. Đây đội ghe ngo nữ. Bạn đang xem đội đua ghe ngo nữ của tỉnh Kiên Giang đang bơi ngược nước và đang tập luyện buổi chiều hôm nay để ngày mai thi đấu. Để ba mạnh lên ơi. Ở đây đội ghe ngo nữ tỉnh Kiên Giang nha các bạn. À, mấy chị bơi rất là khỏe luôn nha.
Và các bạn đang xem đây là đội đua ghe ngò của nữ tỉnh Kiên Giang đang diễn tập để sử dụng cho ngày mai thi đấu. Và phía sau đội nữ là cũng có một chiếc ghe mà mình tên đang chưa cập nhật được chiếc ghe của tỉnh nào đang bơi phía sau đội ghe ga nữ. Và các bạn đang xem đây là đội đua ghe ngò nữ tỉnh Kiên Giang đang diễn tập buổi chiều hôm nay để cho ngày mai thi đấu. Và phía sau có một đội ghe ngò của nam mà không biết tỉnh nào đang ở phía sau. Và mình tôi sẽ cập nhật đội ghe nhau. Các bạn xem. Đây đội ghe ngò nữ là ghe ngò không biết ở tỉnh nào nha các bạn, đang diễn tập buổi chiều hôm nay để cho ngày mai thi đấu. Đội nam rất là đúng nha các bạn, quá đều luôn. Và Minh Tơ xin tạm dừng video ở buổi chiều hôm nay để ngày mai tiếp tục thi đấu. Các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ Minh Tơ TV.